Ở tập trước, vì cú xì tin, bà ngoại đã đỡ một nhát dao từ Jeff và đã không qua khỏi. Để cứu bà ngoại, pháp sư đã sử dụng chai nước năng lực Doraemon. Mình là Dogeysu và dùng chiếc đồng hồ ma thuật để quay lại thời điểm bà ngoại gặp Jeff the Killer. Nhưng số phận đã định thì khó mà thay đổi được. What? Dạ có tụi mình, phải chết sớm hơn luôn á. Tập 20, anh Cương Thi trở lại. Cương Trâm ra đây rồi. Nó trong phòng á, kêu nó ra. Trâm ơi. Trâm. Ta không có sao hết. Wow, có suy nghĩ là lời này. Bị thằng chết chết mà không sao hết. Đó là vì ta có bảo bối này. Bảo bối gì? Đó là nhờ chiếc áo giáp thần kỳ. À, có suy nghĩ là đứng thái. Đây còn phải lúc tấu hài nữa. Phải tìm cách cứu thằng Trâm thôi. À, giờ tính sao đây ta? À, sao cứu được Trâm đây? Thằng Trâm nó bị bắt mà mày vui mừng nhảy múa vậy hả? Lần nào em cũng bị bắt, lần này thằng Trâm bị bắt nên em khỏi lắm. Anh nhớ lại đi. Bị Cương Thi cắn, bị Bạch Thị Mô bắt và bị bà ngoại bắt luôn. Cũng tội cho mày thiệt. Nhưng mà chắc do mày ăn ở đó. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ phải tìm cách cứu thằng Trâm thôi. Thôi người ta. À đúng rồi. Trước khi đi, Doraemon sẽ tặng ta một cái bảo bối rất là lợi hại. Đó là chiếc khăn tàng hình. Với chiếc khăn này mình có thể tàng hình được hả? Đúng vậy. Với chiếc khăn tàng hình này ta có thể làm được mọi thứ. Alo chị hai hả? Đi tắm nhớ đóng cửa cẩn thận nha. Mày nghĩ tao biến thái gì luôn hả? Không có người bình thường nào. Mày cái này tao mới dám hết. Mày tào lao quá. Nhưng mà để cho chắc ăn, tao thử cái áo tròn này xem có hiệu nghiệm không nha. Nhà ngươi xem tao có tàng hình thiệt không nha. Ờ thấy tao không đi. Ủa, nghĩ gì hả ta? Tin ơi, thấy tao không tin? Không thấy. Hô. Hát hô. Vậy là Doraemon nó không có gạt ta rồi. Ta sẽ sử dụng chiếc khăn này để ăn cắp con dao của Jeff the Killer. Mà người biết đó, Jeff the Killer mà không có dao thì như cái cá thiếu nước. Dao kia rồi, nhưng mà trước khi lấy dao mình phải cho thằng chép này mới được. Chết mẹ mày chứ. Ôi sao biết hay vậy? Chắc chắn sẽ tàng hình được.
Lần này thằng chết nó chích mẹ nó chứ tao. Trời ơi, con giáo để chỗ hiểm như vậy. Tiên ơi, Tiên ơi. Hả? Tao lấy được con dao của con chép rồi nè. Không. Nè. Hả? Cái quần xì này của ai vậy? Của kỳ vậy ba? Của tao đó mày luôn. Của chúng tao đó. Cái thằng chép này nó chịu đấu hài thiệt. Nhưng mà giờ sao ba? Sao cứu được đó thôi? À đúng rồi. Tao có một người bạn cũ sẽ giúp được chúng mình. Bạn gì mô? Hay là biết không? Không phải, nó còn cũ hơn nữa. Đó là anh Cương Thi. Hả? Anh Cương Thi bị mình tiêu diệt rồi mà. Sơn Sơn. Không có, lúc đó nó hứa với tao không có hại dân làng nữa nên tao thả đi rồi. Bây giờ cần giúp đỡ nó sẽ quay lại giúp đỡ mình thôi. Đã đến lúc phải làm nghi thức triệu hồi thôi. Bon bon si cola, sữa hộp gà, dầu cola, bánh trung thu Cương Thi mau hiện hình. Ngọ đang tắm biển, nào coi ngọ là gì? Hả? Cô em không được kỳ vậy? Mới đi tắm biển về hả ba? Đúng rồi, hôm nay lóng quá, ngọ mới đi tắm biển để cho bớt lóng đó mà. Đồ cái ngậu ta đâu kiến đâu, fashion đó. Ngu vậy. Ủa, ơi, cái vết thương lòng người ta chém sao rồi? Nó lành rồi. Ờ, vậy tốt rồi. Ờ, quên nữa. Biết thì châm không? Biết. Nó bị chép kêu lờ bắt rồi. Giờ nhà ngươi phải giúp ta thôi. Ok. Trước khi đi, để ngọ thay lò một cái. Ừ, vậy đi. Điện thoại á. Đi, đi đường này nè. Đi đường này. Đi đây nè. Đúng là Cương Thi chuẩn quốc tế đây nha, quá trời ngầu luôn. Kế hoạch hiện tại là thằng Tiên sẽ nhào vô đó vũ con chép ra để Cương Thi đối phó với nó. Trong lúc đó anh sẽ nhào vô cứu một chùm, hiểu chưa? Bắt đầu vũ nó đi. Nó đi rồi, nhân cơ hội này mình cứu một chùm thôi. What? Bà mẹ nó khóa cửa luôn rồi. Ây da, cái tay của ngọ đâu rồi? Dạ à, người chém nó thử một cái coi. Ây
à, cái tay của ngọ đâu rồi? Làm sao mà ngọ đi đóng biển này? Trời, sao lại gan ông nổi này hả Cương Thi? Hát sư ơi. Trời ơi, hai cái tay của thằng bé. À, người không phải là đối thủ của nó rồi. Kiểu này tao phải nhờ người bạn khác của ta thôi. Ừ, Thị nói sao? Ai mà lợi hại hơn ngọ? Đó là Bành Thị Mô.